chương không một. ta muốn bắt đầu cẩu bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com trần hạ xuyên qua lấy không chết người thân phận lại trong đầu vẫn tồn tại một cái thuộc tính thêm điểm hệ thống tổng cộng chia làm ba cái tuyển hạng lực lượng pháp lực khí vận mỗi sống lâu một năm liền cũng tìm được một cái điểm thuộc tính hiện tại tính theo thời gian là ngàn năm một ngày hắn thở ra một hơi cảm thấy tuổi thọ vô cùng vô tận mình, sống mấy trăm mấy ngàn năm không phải dư xài nha, hệ thống này liền là hoàn toàn đưa chút số nha. Lúc này hắn còn không có phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề. Chỉ là cảm giác phong nhi đột nhiên trở nên tiếng động lớn trầm rỉ lên, giống như là mưa to đến trước kịch liệt quét. Bầu trời truyền đến tiếng vang, giống như lôi đình đến trước gào thét. Sắc trời lờ mờ, bao trùm hơn 10 dặm khu vực, giống như là bão tố sắp xảy ra báo hiệu trần hạ một quá để ý chỉ cho là một trận mưa to mà thôi hắn giờ phút này đứng tại đỉnh núi ở vào đại thụ dưới đấy luôn cảm thấy có chút không an toàn muốn đi xuống chân núi tìm cái nhỏ sườn đất tránh một chút nước mưa oanh bầu trời tiếng vang lớn hơn giống như là bị đánh vỡ một cái lỗ thủng lôi đình tùy ý kêu to trần hạ cảm thấy có chút không đúng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại đầu tiên là đối diện đánh tới gió bão hắn ngẩng đầu. Thiên khung chỗ cao, là một cái bao trùm thiên khung bàn tay lớn, lôi đình giống như là tiểu xà, leo lên tại bàn tay lớn ở giữa, nhấp nhô lưu chuyển. Đại thủ hạ một bên, là bị bóng ma bao phủ thành trấn, cửa thành còn có thất kinh đám người không ngừng tuôn ra, muốn phải thoát đi. Sâu kiến Một đạo không mang theo tình cảm hừ lạnh, giống như là nổ vang thiên địa thanh âm, nhấp nhô vô tận lạnh khốc. Tay cầm vỗ xuống, không có một tơ một hào thương hại. Thật giống là gạt bỏ sâu kiến, đây là Trần Hạ bị dư ba chấn choáng nhìn đằng trước đến cuối cùng cảnh tượng. Chờ hắn khi tỉnh lại, trước mắt đã không có thành trấn, chỉ lưu lại một cái hơn 10 dặm lớn nhỏ thủ ấn, thâm trầm khắc ấn trên mặt đất, triệt để thay thế trước đó thành trấn. Mà những cái kia kinh hoảng thoát đi đám người, cũng theo thành trấn toàn đều không thấy. Hơn 10 dặm, thậm chí trong vòng trăm dặm, chỉ có Trần Hạ như thế một người sống. Từ giờ trở đi, Trần Hạ liền quyết định, hắn muốn tìm một chỗ bế quan, đến đem những tiên nhân này đều chịu chết mới được. Hắn lẽ loi một mình, lặng lội đường xa, chuẩn bị tìm kiếm bế quan nơi tốt. Trên đường đi gian nan hiểm trở đều có một ít, tỉ như ven đường giặc cướp, quan phủ nhân mã các loại, đều mang đến cho hắn không nhỏ lực cản. Nhưng Trần Hạ là người phương nào, nắm lấy đánh không lại liền gia nhập tư tưởng, Trần Hạ thành công có được giặc cướp tư lịch lại về sau tại quan phủ điều tra bên trong cũng bởi vì biểu hiện tốt đẹp báo cáo có công được cái tuần bổ thân phận hắn tại quan phủ an ổn làm lấy dự định trước tích lũy chút tiền lại đi ẩn cư tránh cái mấy chục triệu năm đem điếm thuộc tính thêm đi lên lại nói hắn hiện tại cũng không có tu hành pháp môn chỉ có thể chờ đợi lấy hệ thống thêm điểm thế gian cũng lưu truyền người tu hành cố sự thậm chí liền có người tu hành lẫn vào trong đó mặc dù là cấp thấp nhất tu sĩ nhưng cũng sao phạm nhân cường đại quá nhiều nếu là danh môn chính phái tu sĩ còn dễ nói đổi tán tu tà phái đồ sát một cái thôn trấn đều là chuyện nhỏ loại sự tình này lệ tại thiên hạ hôm nay cũng không tính thiếu thậm chí có một vị kim đang tà tu giết hoàng đế mình làm hoàng đế án lệ cũng may trần hạ ở vào thôn trấn xa xôi tài nguyên thiếu thốn cũng không có gì viễn cổ đại năng di tích động phủ cho nên ngàn năm qua cũng không có xuất hiện qua tu sĩ gì mà trần hạ ngày thường làm việc cũng rất cẩn thận thân vì quan phủ tuần bổ phí bảo hộ tuyệt không thu nhiều tuyệt đối là thương hộ có thể tiếp nhận phạm vi thậm chí thương hộ oán trách trần hạ còn sẽ chủ động trả về một chút bạc cho nên trần hạ thanh danh tại một đám tuần bổ bên trong là nhất đẳng tốt trong trấn thương hộ đều khen ngợi như vậy hắn chưa từng có đi ra một cái giống như vậy tuần bổ giặc cướp không sai, tại thương hộ môn xem ra, kỳ thật trong trấn tuần bổ cùng giặc cướp không có gì khác biệt, tuần bổ liền là đánh lấy quan gia danh nghĩa, thu ít một chút mà thôi. Nhưng Trần Hạ không giống nhau. Hắn là thật thu thiếu. Thậm chí tự như là đi cái đi ngang qua sân khấu, cho nhiều thiếu từ thương hộ định đoạt, xuống đến một cái đồng tiền, lên tới một lượng bạc, đột xuất liền là một câu. Tuyệt không thu nhiều, có thể ít đi. Lấy tiền là vì sinh hoạt, ít đi là vì lương tâm. Trong trấn thương hộ đều rất cảm động, nói lên Trần Hạ, vậy cũng là giơ ngón tay cái lên, tán dương. Trong trấn rất lâu một ra như thế có lương tâm giặc cướp. Tuần bổ. Trần Hạ thậm chí bởi vì phong bình tốt đẹp nguyên nhân, trở thành vĩ khê trấn năm nay ưu tú tuần bổ, đạt được một điểm công tích. Nhưng cái này cũng không hề là Trần Hạ quan tâm, hắn quan tâm hơn chính là hôm nay qua đi, hệ thống cho cái thứ nhất điếm thuộc tính liền muốn tới. Ban đêm, 12 giờ vừa qua khỏi. Trần Hạ tại bên ngoài trấn trong sơn động, đem động từ trong ra ngoài vùi lấp, xác nhận sau khi an toàn, mới bắt đầu thêm điểm. Lực lượng, pháp lực, khí vận. Nếu như Trần Hạ 12 tuổi, chọn khí vận, lúc ấy hắn mê tín nhân vật chính quan hoàng, cũng huyễn tưởng qua mình sẽ là nhân vật chính. Nếu như hắn 18 tuổi, chọn pháp lực, phun lửa, làm nước, ngự vật, vô luận cái nào, nghe bắt đầu đều là như thế huyễn khốc, không có cái nào vừa thành niên nam hại có thể nhịn loại này dụ hoặc. Nhưng là hiện tại hắn 26 tuổi, nên là tương lai của mình làm suy tính. Thành thục nam nhân, nhất định phải có được lực lượng. Cho nên Trần Hạ lựa chọn lực lượng. Thêm điểm thành công, lực lượng. Một, làm đạo thanh âm này từ Trần Hạ trong đầu truyền tới lúc, hắn cảm thấy bàn bạc lực lượng từ trong cơ thể truyền ra độ ấm thân thể trong nháy mắt lên cao biến thành đỏ ấm lại còn tại phóng thích hơi nước nắm đấm dần dần trở nên cứng nhắc bắt đầu giống như là sắt thép một loại tràn đầy lực lượng ở bên trong xoay quanh không ngừng va chạm không kịp chờ đợi muốn phát tiết trần hạ một quyền nện vào bên cạnh hòn đá nhỏ bên trên căn cứ sơ trung vật lý tri thức diện tích bề mặt càng nhỏ tảng đá kỳ thật càng khó vỡ vụn nhưng Trần Hạ một quyền này xuống dưới, lại nâng lên lúc đến, hòn đá nhỏ đã trở thành hiếm nát bột đá, cùng bùn đất dính dính vào nhau. Căn cứ trên sách ghi chép, có thể đá vụn vũ lực trình độ, đã đạt đến ba trâu chi lực, mà chính trâu chi lực liền xem như luyện khí kỳ thể tu. Trần Hạ đánh viên này tiểu thạch đầu sau phổ thông đá vụn muốn khó chút, lại là trực tiếp đánh thành bột mịn, cho nên không phải phổ thông đá vụn đơn giản như vậy. Hẳn là sau ba trâu lợi hại hơn một chút, nhưng cụ thể nhiều thiếu hắn cũng không biết luôn không khả năng thật cùng trâu đi đánh một chậu a hắn thu thập một chút trên thân đem bị mồ hôi thấm ướt quần áo cởi chỉ mặc lên bên ngoài rìa quan phục thân thể tại cái này mùa đông khắc nghiệt bên trong cũng không cảm giác được rét lạnh thậm chí còn có một số ấm áp trần hạ lười nhác dùng cái sẻn đào trực tiếp một quyền đánh về phía trước mặt đống đất trực tiếp làm sập mình từ sụp đổ đống đất bên trong chậm rãi bò lên đi ra bên ngoài có trong đêm say rượu đi dạo mấy cái hán tử đột nhiên trông thấy đống đất bên trong duỗi ra một cái tay đến lập tức nâng cốc làm tỉnh lại hơn phân nửa hướng đồng bạn kêu ầm lên trâu tử ngươi nhìn đó là cái gì nhị cẩu hồ cái gì hô đâu ngạc nhiên trâu tử trước quát lớn một tiếng sau đó thuận nhị cẩu lời nói nhìn lại thần sắc sững sờ bình rượu rơi xuống kinh hô một tiếng ngoà tàu thi biến một nhóm tử quỷ vội vàng hướng phía dưới núi chạy tới, một lát không dám kéo dài, miệng bên trong còn gọi lấy. Mau mời một nghiên ương đạo trưởng đến, hắn chuyên nghiệp cùng một. Trần Hạ từ đống đất bên trong leo ra, chấn động rớt xuống một thân bùn đất, nhìn mấy cái thoát đi bóng người, liếc mắt. Cái gì một nghiên ương, ngươi chính là đem rừng chính anh mời đến đều không có. Hắn cũng không phải cương thi. Trần Hạ hự phát điệu hát dân gian, tâm tình không tệ, chậm ung dung đi xuống chân núi. Nhỏ tù và ốc, mù mấy cái thổi, hải âu nghe, mù mấy cái bay, mở qua sang năm ngày thứ hai. Vĩ khê trấn xảy ra chuyện. Phú quý lão gia nhà tiểu nhi tử chết rồi, thi thể ánh mắt trống rỗng, thần sắc tái nhợt, thân thể gầy con. Vĩ khê trấn toàn thể tuần bổ xúc động, dò xét việc này. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.